Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em và các bạn thân mến. Hôm nay là chiều thứ năm ở Arizona, Mountain Time. Arizona thì không có thay đổi giờ. Ở mấy tiểu bang khác thì nó đổi giờ, tại vì nó không có xếp in time. Cái nó nằm ở Mountain Time, cái khí hậu và cái lối sống của nó không có thay đổi giờ. Ở quê nhà, hôm nay là sáng thứ sáu, chúc bà con quê nhà nhiều may mắn. Chào Minh Hoàng, chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Hôm nay là mình sẽ chia sẻ anh chị em các bạn về vấn đề mà bầu bán ở bên Mỹ. Cái vấn đề bầu bán ở bên Mỹ, các bạn nhiều khi lên trên mạng thấy cái tụi chính trị bên Mỹ nó cho ăn cái bánh vẽ, nghe nhìn thấy rất là ham. Nó ô bầu, bỏ phiếu đi, đi bỏ phiếu đi, đi bầu đi, à, đi bầu, kéo nhau đi bầu. Thì các bạn thấy thì hiện nay thì bên Hạ viện nó giành cái, nó giành được cái ghế. Nói chung thì tụi nó chia sẻ quyền lực với nhau thôi. Thì khi các bạn có nói, các bạn nói ô khi này chết ông Trump rồi, tiêu ông Trump rồi, Hạ viện, tụi Hạ viện mà nó nắm quyền à, chết ông Trump, ổng không có tự quyền, tự tung, tự tác được. No, not really. Sự thật thì nó không như vậy đâu anh chị các bạn. Mỹ mà nó chia quyền lực nhau hết trơn à. Tại vì Thượng viện nó nắm rồi. Thì trong lịch sử Mỹ, nó rất là hiếm thôi khi nào có một cái đảng mà nó nắm hết quyền lực. Nó rất là hiếm. Cái đó là hiếm. Cái đó là, nó gọi là mission impossible. Anh chị em các bạn nên nhớ vậy. Cho nên Hạ viện nó nắm cũng đâu có sao đâu. Quyền lợi của mấy thằng tư bản. Vì khi mình thấy ông Trump ông làm cái gì là quyền lợi của nước Mỹ. Ông đã làm rồi. Ông làm rồi giờ không ai cản đâu. Anh chị em các bạn nên nhớ một điều. Quyền tổng thống đó, ông có cái quyền, cái quyền gọi là executive order. Cái quyền tối hậu thư của ông. Bây giờ bên kia mà nó không đưa lên, ổng không ký, nó cũng không làm được gì. Hạ viện, thượng viện nó làm cái gì, nó phải có chữ ký của ổng. Ổng ký mới được. Tại ổng là tổng thống mà. Ổng là chief in commander mà. Anh chị em các bạn nó nhớ như vậy. Tụi nó chia quyền lực nhau hết trơn à. Dân cu đen, dân lao động rồi cũng phải làm tất tần tật. Làm má nhìn không ra, làm đóng thế. Cái thằng tư bản nó chỉ có cái là nó cho người ta ăn cái bánh vẽ. Thì mấy thằng chống cộng cực đoan lên mạng cũng vậy thôi. Nó lên mạng cũng vậy thôi. Nó bài, nó vẽ, nó nói tại sao Việt Nam mà không có giống như Mỹ rồi. Nhân quyền, tự do, dân chủ, đa nguyên, đa đảng, thế này, thế nọ, vân vân. Nhưng mà thực sự cái những cái chuyện đó là nó quyền lợi. Nó quyền lợi của mấy thằng tư bản, quyền lợi của nhóm lợi ích. Còn dân lao động phải làm. Hỏi chứ giờ không làm lấy gì ăn, lấy gì trả bill, lấy gì trả nợ. Thằng nào nó dán cái nốt vậy ta, để lấy cái gì phải trả đủ thứ hết các bạn thấy không. Thành ra mấy cái chuyện mà bầu bán đồ Mỹ là nó là mấy thằng tôn tinh, tôn tinh cái xứ tư bản, nhất là thằng Mỹ. Nó là thằng cái hàng hiệp Trung Quốc. Ông Obama mà ông mất đi những cái nhóm quyền lợi trong cái nhóm lợi ích của ông, bây giờ ông tìm đủ mọi cách để đặng mà ông lấy lại cái quyền lực của cái nhóm lợi ích của ông. Tại vì những cái thằng mà hồi xưa nó bỏ tiền ra cho ông á, nó bỏ tiền ra cho ông lúc mà ông làm tổng thống, ông còn cầm quyền đó, là ông hứa hẹn tụi nó là ông sẽ làm cho được, làm được những cái việc mà tụi nó mong muốn. Cho nên các bạn biết mà, nó ăn nhiều quá rồi, nó hứa nhiều quá, bây giờ nó phải quyết làm cho xong, làm cho được. Thành ra giờ ông cũng tiếp tục, ông đi vận động, ông phải vận động cho cái đảng của ông, cái đảng phái của ông. Nó chỉ có vậy thôi. Các bạn thấy chính trị của Mỹ nó thao túng bởi cái tụi tư bản, không những trong nước Mỹ mà còn ngoài nước, là nước Mỹ
nó kinh khủng đến độ như vậy. Nó không phải như Việt Nam của mình. Việt Nam của mình chỉ ở trong nội bộ với nhau thôi. Nhiều khi hiện nay mình có những cái nhóm lợi ích thôi, nhưng mà nhà nước mình chưa có kiềm chế những cái nhóm lợi ích này. Mình phải ra một cái luật để tạo một cái nhóm lợi ích này, một cái cuộc chơi nó lành mạnh hơn. Nên các bạn thấy cái sự lãnh đạo của đảng và nhà nước Việt Nam mình rất là hay. Phải nói là rất là hay. Mình không có bị chi phối bởi những cái thế lực tư bản, những thế lực tài phiệt. Các bạn nên nhớ như vậy. Hiện nay những cái vấn đề trong xã hội, chính trị và vấn nạn xã hội của mình đó, các bạn nhìn thấy chi phối bởi người dân, bởi những nhóm lợi ích của mình thôi. Có nghĩa là quyền lợi của những nhóm lợi ích trong nước hiện nay đấu đá nhau là để làm tranh giành quyền lợi, để làm phát triển đất nước. Anh nào cũng muốn tranh giành cái quyền lợi về tôi hết, để đặng mà tôi chiếm cái độc quyền phát triển cái đô thị này, phát triển cái đô thị kia. Tôi nói chẳng hạn như cái chuyện mà ở Thủ Thiêm hiện nay, các bạn thấy không, là trong những cái nhóm lợi ích của trong nội bộ của người dân Việt Nam mình đấu với nhau để đặng mà mình tranh giành quyền lực, để đặng mình phát triển đất nước. Đấy. Cho nên những người mà họ không có hiểu biết, họ không nhìn xa trông rộng thì họ bức xúc, họ thấy tại sao mấy người này giàu quá kia, miễn sao họ giàu họ làm ít nước lợi nhà là được rồi, tạo công ăn việc làm cho người dân. Còn các bạn quay ngược lại, tôi nói về nước Mỹ, các bạn thấy những cái nhóm quyền lực của nó cạnh tranh nhau vì những cái nhóm lợi ích của nó, mà không những cho cái bọn chính trị gia của Mỹ, những cái nhóm quyền lợi của nó mà nó còn cả cái cộng đồng thế giới nữa. Nó thao túng đến độ một cách khủng khiếp. Nếu mà chúng ta tìm hiểu, khi các bạn tìm hiểu, các bạn sống ở Mỹ rồi, các bạn mới thấy được những cái mà thấy được những cái sự tinh xảo của bọn tư bản. Nó lèo lại cái người dân. Trong tiếng Anh nó có một cái câu rất là hay, mà nếu các bạn hiểu được cái câu đó là manipulate anh. Là tôi đến đó tôi làm cho lên này, giống như là Lợi Minh lên đây làm cho anh chị các bạn mê muội mà không biết gì hết, là nói cái gì cũng nghe theo hết, nói cái gì cũng thấy là nó chật, giờ cũng thấy là đúng nữa. Dạ anh chị các bạn trong diễn đàn nó chật cũng thấy là đúng đó, người ta gọi là manipulate, các bạn thấy không. Cái người đó họ có làm sai cỡ nào mà các bạn cũng yêu thương, cũng mến, cũng ủng hộ nữa. Cái chữ mà mình nếp bao lấy nó gì, cái thằng Mỹ nó là cái thằng như vậy, anh chị em các bạn đã nhớ, nó là cái thằng như vậy, nó là thằng sử dụng như vậy. Cho nên nhiều khi các bạn nhìn thấy những cái mưu đồ, những cái chính trị của nó, ô nó bầu bán người, nó la làng, nó đi ra nó campaign, nó vận động thế này thế nọ, ô Mỹ có dân chủ, no, các bạn thấy không, nó quảng cáo trên TV nội khâm mỗi lần một cuộc. Cái cuộc vận động bầu cử nó tốn tiền tỷ, anh chị em các bạn nên nhớ, tốn tiền tỷ. Như vậy thì có phải gọi là một cái sự dân chủ thật sự không? Dân chủ là mình phải tự nguyện, ngoài người dân phải được sự tuyên truyền của nhà nước, ý thức về trong mô hình xã hội thế nào, và mình tự động mình đi bầu, và tự động mình đi xuống đó về vấn đề ít nước lợi nhà mình đi bầu, thì mình mới gọi đó là một cái thể chế dân chủ thật sự, một cái thể chế gọi là đa nguyên đa đảng thực sự. Mà đằng này các bạn mở TV vào những ngày bầu cử, toàn là những cái nhóm lợi ích của nó quảng cáo, các bạn biết hả, nó quảng cáo liên tục, thằng này nói xấu thằng kia nói xấu thằng nọ, để đặng nó hạ với nhau. Nó mình nấp lấy, nó làm cho những người mà ta nghe truyền thông, nó làm cho truyền thông bị đánh đồng cái dư luận. Cho nên anh chị em các bạn phải cẩn thận vấn đề mà dân chủ đa nguyên đa đảng mà của thằng Mỹ. Những cái thế lực mà thù địch nó tuyên truyền rất là xảo trá và bịp bợm, bởi vì nó học được cái thằng bố Mỹ của nó. Cho nên nó dùng những cái liều thuốc phiện đó để đặng mà nó tuyên truyền cho những người nhẹ dạ cả tin hay là những người dân trong nước. Tôi giải thích cho anh chị em các bạn để anh chị em các bạn thấy được cái vấn đề vô cùng tai hại ở trên cái cộng đồng mạng này. Và ở ngoài đời, những các thế lực thù địch nó sử dụng những cái bánh vẽ nó cho các bạn ăn, mà trong khi đó các bạn đang được thừa hưởng một đất nước Việt Nam có một cái sự nhân văn,
và nhân đạo, một cái pháp luật rất là tuyệt vời. Bởi tôi thường hay nói, nếu mà chơi theo kiểu thằng Mỹ thì các bạn chỉ có ngồi khóc mà kêu trời thôi. Đấy. Tụi tư bản nó làm luật, nó làm luật đó. Những cái cuộc bầu cử như vậy đó anh chị các bạn, nó đưa những cái luật vào đấy, những cái nhóm lợi ích của nó ủng hộ để đặng những cái luật đó nó đi vào trong cái thực thi. Còn dân lao động làm đóng thế, tuân thủ pháp luật. Các bạn thấy những ngày này mà đi ra mấy góc ngã tư ngã đường đó, những cái bảng mà gọi là cha con tụi nó đi quảng cáo với nhau đó, nó cầm bảng những cái ngã tư, những cái góc gì nè. Nhưng mà bầu cử qua rồi bữa nay nó dẹp bơi, nó chỉ để được bao nhiêu ngày hết bầu cử là nó phải dẹp xuống. Nó tranh giành quyền lực với nhau mà, cho nên nó ghê lắm. Các bạn nói về vấn đề chủ nghĩa tư bản, tụi đó cực kỳ tinh vi và xảo trá. Mình sống với nó rồi mình mới thấy được cái xảo trá của nó. Còn không, ở bên ngoài các bạn nhìn thấy ôi xôi xôi, nhiều ông nhiều bà vô trong diễn đàn, mỗi sau khi tôi live stream là chửi từ ở trong nước cho tới ngoài nước. Mày ở nước người ta, mày ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, mày về Việt Nam ở đi, đứa thì tao ở trong Việt Nam nè, tao muốn qua Mỹ mà không được. Hồi bữa giờ muốn qua Mỹ thì có tiền, có hiểu biết, có ăn học hiểu biết thì nó cho đi chứ đâu, đâu phải như ngày xưa nữa đâu. Các bạn thấy con người ta khi mà họ cuồng tư bản á, họ cuồng tư bản, họ cuồng Mỹ rồi, họ không biết trời đất gì chứ. Cho nên hôm nay thì tôi xem trên Facebook và báo chí rồi một số người họ đem cái bánh vẽ, họ cho rằng ô kỳ này ông Trump thua rồi, hạ viện nó take over, nó lấy cái ghế của hạ viện rồi. Cái đó chuyện bình thường, trong khi đó cái thượng viện thằng Cộng hòa nó nắm rồi. Các bạn nghĩ đi, nó vẫn bypass được. Nhất là ông tổng thống không có quyền, thời của ông Obama mà ông dùng cái executive order, có nghĩa là ông dùng cái quyền tối huệ quốc của một người tổng thống đó. Ông dùng đến nỗi mà hơn 200 cái quyền đó. Các bạn biết trong các tổng thống chưa có ông nào mà dùng cái quyền đó nhiều như ông Obama mà. Ông bypass những quốc hội, ông bypass, có nghĩa là ông nhảy qua đầu quốc hội, nói theo tiếng Việt mình cho nó vui vui phải không? Nhảy qua đầu quốc hội, ông nhảy qua đầu mấy hạ viện thượng viện hết. Và ông tự quyết hết. Mà cái chính trị của Mỹ, anh chị em các bạn nên nhớ là nó bị thao túng bởi cái cộng đồng quốc tế. Nó không phải thao túng ở trong nước Mỹ không được. Nó lệ thuộc rất là nhiều. Nó lệ thuộc rất là nhiều. Các bạn đừng nghĩ là nước Mỹ nó là một cái đất nước nó nắm chính quyền là một mình nó độc quyền trong cái nhóm của nó không đâu. Nó có cả một cái tập đoàn tài phiệt thế giới. Nó kinh khủng lắm. Nó rất là kinh khủng. Còn cái dân cu đen của mình, dân mà lao động phổ thông, biết lo làm ăn, sang đó mình sang xứ người ta, biết tận dụng cái sự hiểu biết để đặng mình vươn lên, để đặng mình phấn đấu. Chứ ngồi đó mà cứ ca ngợi thằng Mỹ, cổng nó trên đầu thì có ngày cũng văng vô vách. Có ngày cũng văng vô vách. Bằng chứng là các bạn thấy năm 2008, sau cái trận mà 911, cái cơn biến 911 và cái cuộc khủng hoảng kinh tế, nó lộ rõ ra bản chất của bọn tài phiệt, nó điều binh khiển tướng như thế nào. Các bạn thấy quyền lợi của nó vẫn lúc nào cũng trên hết, dân lao động phổ thông vẫn mất trắng tay sau cái cuộc khủng hoảng tài chính. Các bạn thấy đó. Và những cái thành phần mà đại tư bản, những thành phần mà tài phiệt, nhóm tài phiệt, nó viện trợ ngàn tỷ đô la, nó viện trợ những thành phần đó. Tại vì những thành phần này các bạn biết, nếu mà nó bị sụn bại đó thì nước Mỹ coi như là chỉ có chết chắc. Tại vì nước Mỹ nó, mấy thằng tài phiệt nó nắm, nó là chùm mà, nó nắm cái vận mệnh nước Mỹ. Cho nên ở những cái thời mà Mỹ nó chưa có chơi cái chiến thuật gọi là toàn cầu hóa đó, anh chị các bạn biết hồi xưa đó, nói lạng choạng là nó ám sát chết. Các bạn biết, tại thời đó nó còn chưa có chính sách toàn cầu hóa, nó chưa có mở rộng ra với những cộng đồng thế giới bên ngoài. Bây giờ nó ngoại giao, nó chính sách toàn cầu hóa của nó bị
cái quyền lực của nó bị giảm xuống. Và bây giờ nó làm cái gì nó cũng sợ cộng đồng thế giới lên án nó. Ngày xưa nó làm nó có thể che đậy được. Các bạn thấy cũng như 50 năm về trước, hay là 22 hơn, khi mà Mỹ nó lập quốc, nó đọc cái bản tuyên ngôn độc lập nghe rất là hoành tráng ý. Mọi người đều có quyền bình đẳng mưu cầu hạnh phúc. Nhưng mà nó cho ai? Nó cho ai? Nó cho những cái dân gọi là scholar, dân mà gọi là da trắng. Còn những cái dân tộc bản xứ khác thì cũng mày ở đằng sau, mày ở đằng sau, mày không có được ở đằng trước. Ngày hiện hôm nay nó vẫn còn, nhưng mà các bạn biết nó im lặng. Nó im lặng tại quốc gia này cha anh tụi nó lập nên mà. Các bạn nên nhớ như vậy. Sau cái vụ mà thằng Nhật Mỹ đánh nhau, nó cũng lùa dân Nhật vô chạy tập trung mất hết. Sau cái vụ biến cố mà gớt 2008 cũng văng vô vách từ em hết. Rồi bây giờ phải làm lại. Mấy thằng mà cùng Mỹ lúc nào nó cũng đòi đầu. Tại vì nó sống chủ nghĩa vật chất. Mà những người đó nói chung là khi ở những buổi xế chiều rồi đó, họ mới nhìn thật rõ ra sự thật. Nhưng mà khi lúc đó thì quá muộn màng. Lúc đó họ mới nhìn về với quê hương, nơi mà họ sanh ra và lớn lên. Họ mới hối tiếc. Các bạn nhìn thấy đó, những người từng theo Bác và Đảng cũng vậy. Một thời theo Bác và Đảng quanh quanh liệt liệt, chỉ vì những chủ nghĩa vật chất. Họ lo họ chạy trước, họ lo họ chạy theo, họ nghĩ rằng họ ôm chân tư bản, họ nghĩ rằng họ sẽ được bảo vệ. Các bạn thấy không, thằng mà tư bản mà nó dắt hết chanh nó cũng bỏ vỏ. Tôi làm cho nó tôi biết. Tôi làm cho nó lúc mà mình còn trẻ, mà mình còn nó còn cần mình á, nó cho bằng khen, coi như về treo ở nhà bằng khen á. Treo không có chỗ nào để mà treo luôn á. Nó khôn lắm. Good job à, là nó cho bằng khen, thưởng 150 cái là mình phái. Phái làm để đặng mình làm. Các bạn thấy không, nó khôn lắm. Làm đầu tắt mặt tối để đặng mình được nó khen, tăng lương được chút. Mà khi mà cái công việc của nó mà nó hết cái hợp đồng rồi đó, 10 năm hay 20 năm, 10 năm hay gì đó, bắt đầu hết rồi, là cái tuổi của mình bắt đầu xế chiều rồi đó. Xế chiều rồi mình không còn học hành, mình không còn học chạy theo kịp nữa đó. Là nó tìm cách nó đi. Nó tùy. Là nó tìm cách nó sa thải, hoặc là nó ép mình phải nghỉ hưu để đặng cho những cái lớp trẻ khác nó tấn lên. Các bạn thấy không? Tôi làm tôi biết mà. Thằng Mỹ làm với nó mà. Bởi giờ đó tôi nói với thằng boss của tôi, nói tôi làm cho ông 10 năm tôi phải đứng trên đầu trần của đâu. Ông nói tôi hào, nói yeah I will do it. Sau 10 năm, sau bắt đầu 5 năm là tôi bắt đầu làm cái nghề tay trái rồi. Bắt đầu là ổng cứ hỏi tôi hoài, nói mày sao rồi, nó good, I'm doing good. Các bạn biết sau này cái hãng nó dời đi qua Trung Quốc, sau khi mà cái thời Bill Clinton mà bắt đầu nó dời cái bè như phát vừa qua bên Trung Quốc. Lúc đó là tôi tình nguyện playoff đầu tiên hết luôn, đợt đầu hết luôn. Tại vì mình tình nguyện sớm á, nó cho mình những cái serving package, là những cái quyền lợi để đặng nó dụ mình, mà mình làm cho nó bao nhiêu năm rồi nó trả thì nó cho mình, gọi là nó mình được chọn ra đó, mình chọn mình đi học ngành nghề nào đó phù hợp với ngành nghề khác. Các bạn thấy Mỹ là nó cáo già lắm, nó khôn lắm. Sau này tôi gặp lại ông boss của tôi, hỏi ông giờ làm sao rồi. Ông làm rồi cái chân nó dẹp hãng luôn, nó tao cũng nghỉ hãng đó rồi à, tao cũng giờ đi hãng khác. Các bạn biết mà, sống với tư bản mình phải dùng cái đầu óc. Chơi với nó cũng vậy. Mình cũng phải dùng cái óc, cái đầu của mình. Chứ không phải chơi với nó là cứ ngồi đó bở đít nó rồi cái cổng trên đầu. Nó khinh, nó quay ngược lại nó khinh mình. Cái thằng da trắng nó không phải giống như cái văn hóa của người dân châu Á mình. Nó sống không phải giống như cái văn hóa của phương Đông. Cái thằng phương Tây đó. Tại vì cái thằng Bắc Mỹ thì với thằng phương Tây thì nó cũng giống xem với nhau thôi. Nó đẻ từ thằng phương Tây ra mà.
cái thằng da trắng nó đẻ, cái thằng Bắc Mỹ này là nó đẻ từ cái thằng Anh, thằng phương Tây châu Âu rồi nó đi qua, nó di cư qua mà. Nó đi di cư, nó sắp sửa tới cái ngày nó kỷ niệm, nó ăn mừng, nó làm kỷ niệm rất là lớn cái ngày Thanksgiving, cái ngày lễ tạ ơn. Là ngày mà con tàu Mayflower ngày xưa nó đi qua Bắc Mỹ nè. Các bạn biết chết gần hết luôn mà. Nó qua nó chinh chiến với lại người da đỏ rồi chết gần hết con tàu. Nhưng mà sau này nó đình chiến được với lại từ người da đỏ. Hai bên nó ngồi lại. Nó ngồi lại và nó thương lượng nhau và nó giúp đỡ nhau để đặng nó trị bệnh. Thằng da thổ dân da đỏ thì giúp nó để đặng mà trị qua cái cơn mà bị dịch bệnh đó. Rồi thằng Mỹ trắng thì dạy nó cách trồng ngô, trồng bắp, cách cởi ngựa rồi đó, mà từ đó nó cũng đưa cho thằng da cha, thằng da đỏ súng ống rồi whisky, rượu cần sa, ma tí. Nó dụ thằng Mỹ nó quỷ lắm, nó cáo già lắm đấy. Rồi từ từ nó cũng lấn người ta đấy. Các bạn giúp nó xong rồi nó cũng quay qua nó lấn người ta, tại vì nó thằng da trắng nó ngồi trên đầu trên cổ người ta mà. Trong khi đó cái Bắc Mỹ thì các bạn biết vàng, nó là mỏ vàng vô số. Cái người da đỏ vàng chẳng biết, các bạn biết những con suối nó chảy vàng lộ lên. Người da đỏ họ xem những cái đó là như thiên nhiên, họ sống theo thiên nhiên mà. Các bạn thấy xong rồi nó ổn định xong rồi bắt đầu nó bành trướng. Nó lắng từ từ nó lắng. Có những cái cuốn phim mà nó dựa trên những câu chuyện thật về người da đỏ với người da trắng. Các bạn biết tới nỗi mà có một số những thằng da trắng nó thấy nó bức xúc, nó quay qua nó binh tụi da đỏ. Ngay cả binh người da đen nữa, nó quay qua nó bức xúc. Nó thấy cái giống dân của nó độc, ác độc á. Nó thủ đoạn á. Nó thủ đoạn. Thằng da trắng mà, các bạn biết chơi với nó mình phải khôn khéo. Tiền trao cháo múc, tiền chúc cháo đâm. Tao chơi với mày xong là phủi tay. Các bạn thấy bởi vì tại sao ông Bin Laden ông quay qua ông hận thằng Mỹ, và tại sao ông Saddam Hussein quay qua ông hận thằng Mỹ, là những người đó ngày xưa gần như là đồng minh của thằng Mỹ đó. Nói cho các bạn biết, ngày xưa ông thằng Mỹ nó huấn luyện ông Labin là biệt động quân mà bên các bạn biết ông rất là giỏi, nó huấn luyện ông để đặng mà đánh Liên Xô, đánh Xô Viết. Nhưng mà sau này ông thấy ông Labin ông thấy cái sự thâm độc của thằng Mỹ. Ông quay qua ông hận, ông nói thằng Mỹ thì nó là cái thằng tội lỗi, nó là cái thằng đi đến đâu là gieo tội lỗi nó. Nó là ông nói phải diệt thằng Mỹ này. Ông quay qua ông phá thằng Mỹ, sắt bắt sang vàng lên bờ xuống rồi. Rồi cuối cùng cũng qua câu chuyện, các bạn thấy cũng chỉ vì cái vụ đó mà Mỹ nó cũng phải bị tốn kém rất là nhiều, tại vì nó phá thằng Mỹ tơi bời ba lá. Những cái chỗ nào mà nhóm lợi ích quyền lợi của thằng Mỹ ở bên Trung Đông là nó phá bánh chành rồi. Tại thời đó, lúc đó các bạn biết Mỹ nó bị lệ thuộc vào dầu hỏa, bây giờ nó hết lệ thuộc rồi, tại vì nó khai thác trong nội địa rồi. Saddam Hussein cũng vậy, ngày xưa cũng là thân cận với Mỹ lắm, nhưng mà ông quay thằng Iran ngày xưa cũng vậy, các bạn thấy không? Chơi họ chơi với Mỹ xong rồi họ thấy anh Mỹ này anh chơi anh dắt hết tranh là anh bỏ vỏ. Tôi nói Việt Nam mình chỉ có người anh em Nga Xô là cái người mà đáng tin cậy nhất. Anh em mình là một người phải nói là có người anh em Nga Xô và người anh em Cuba chơi rất là đẹp, rất là chân tình, rất là tình người. Chứ không có phải kiểu như thằng Mỹ với thằng Trung Quốc, các bạn biết không? Tụi nó tiểu lắm. Thằng Trung Quốc nó cũng học cái lối lưu manh từ của thằng Mỹ mà ra thôi. Tôi lên trên Facebook, trên Yahoo nhiều khi vào xem những cái mà tin tức về những cái cuộc mà đấu đầu với Mỹ Trung Quốc đó. Nhiều thằng các bạn biết tụi Trung Quốc đó, nó cực đoan đó. Nó nói tụi tao học từ tụi mày, nó nói với mấy thằng Mỹ trắng kìa, những cái bình luận của nó. Các bạn biết nhiều thằng Trung Quốc đó, nó vô nó bình luận với lại tụi Mỹ đó, nó cũng cực đoan giả man lắm. Hai bên nó ngồi mình nghe đã lắm, coi coi nó bình luận với nhau, mình cũng ngồi chính giữa mình đọc, hay, rất là hay.
Cho nên mình lại mình chia sẻ anh chị các bạn vấn đề hôm nay là vấn đề mà bầu cử bầu bán rồi kiểu của Mỹ là trò chơi, nó là cái game thôi. Cứ từ từ học hỏi, cứ từ từ, tại vì lại mình có cái lợi thế là đang ở bên nước Mỹ và cái vốn tiếng Anh lại mình rất là dồi dào, cho nên đọc và hiểu được, cho nên cái truyền thông nó rất là rộng mở. Các anh chị các bạn nên nhớ rồi, cái truyền thông của tiếng Anh nó rất là rộng mở, cho nên lại mình muốn chia sẻ những cái gì để thấy, để anh chị em các bạn nghiên cứu và tìm hiểu, để mình không có bị lôi cuốn vào những cái dòng xoáy của những cái đám mà dân chủ cụi và những cái thành phần chống cộng cực đoan ở bên Mỹ cũng như khắp mọi nơi, để mình cảnh giác được. Chứ là mình không phải là người hay giỏi gì, chỉ là một người bình thường, nhưng mà thấy những cái sự bất bình, chia sẻ để anh chị em các bạn thấy mình sẽ vững vàng hơn, mình sẽ không bị người ta lôi cuốn mình vào những cái trò chơi bẩn thỉu của những cái đám dân chủ cụi và những thành phần chống cộng cực đoan, đám bao que ô hợp. Nói chung là như vậy. Còn mấy bầu bán chuyện dân chủ, các bạn thấy đời sống bên Mỹ cũng tất tần tật bình thường thôi, chuyện bầu bán xong rồi nó nhộn nhịp, trong lúc mà nó bầu bán nó kêu gọi nãy nọ, mấy thằng mà nhóm lợi ích của nó mà nó làm ùm bên, nó kêu gọi để đặng mà nó mua lá phiếu, nó mua phiếu, nó mua chuột, nó mua chuột cái dư luận, nó bỏ tiền vào nó mua chuột, xong rồi cuộc sống nó cũng tất tần tật, ai cũng vào đó và những cái nhóm lợi ích của nó ngồi bắt đầu chia nhau, chia quyền lực với nhau. Đấy, các bạn thấy tụi nó nhảy vào chia nhau, giờ đấu đá nhau. Ông Trump bây giờ bởi vì ông Trump muốn lên, ông nắm quyền, các bạn thấy ông biết rằng nước Mỹ nó đi vào một cái thời kỳ gọi là suy yếu. Hiện giờ Mỹ nó chỉ bảo vệ nó thôi, nó không có thể nào mà đi ra gây chiến giống như là đi đánh bất cứ người nào. Anh chị em các bạn nên nhớ vậy. Ông Trump lên, ông tuyên bố mà thằng nào muốn ông đánh là phải trả tiền ông mới đánh, thằng nào không trả tiền ông không có đánh, tại vì ngân sách quốc gia thâm hụt mọi thứ đó, nó bị thằng Trung Quốc chi phối nó quá lớn. Cái cuộc vận động bầu cử mới đây cũng vậy, thằng Trung Quốc nó cũng tìm cách để đặng mà nó thao túng nữa, chứ không phải là không đâu. Nói cho anh chị các bạn biết, nó khủng khiếp lắm. Nhưng mà ông Trump này rất là ngầu, tôi phái ông này. Từ hồi lúc mà các bạn biết, hồi lúc mà ổng bắt đầu có cái dự định rồi đó, là tôi đã có cái suy nghĩ rồi. Tôi nói mơ ước ông này sẽ lên nắm quyền, ổng mới trị được thằng Trung Quốc, ổng mới kiềm chế được thằng Trung Quốc, thì Việt Nam mình mới thoát được những cái cơn đại nạn. Chứ còn mấy cái tay dân chủ mà nó lên nữa, Việt Nam của mình sẽ khổ. Các bạn biết nếu bà Hillary vừa rồi bà mà thắng cử đó, Việt Nam mình sẽ còn khổ nữa. Thằng Trung Quốc nó sẽ quậy mình nát nước luôn, nó sẽ còn làm dữ nữa. Tại ông Trump mày lên là ông thấy những cái sự mà không có quân bằng, dân Mỹ bị mất quá nhiều quyền lợi bởi những cái nhóm lợi ích của tụi nó mua chuộc. Phải nói là ông trời cũng thương dân mình, đất nước mình, cho nên để cái ông Trump lên ông kiềm chế là cái thằng Trung Quốc, để đặng đất nước mình phát triển và đổi mới, rằng mình có cái cơ hội mình làm ăn, tại vì có thật mới dược được đạo thôi, các bạn biết. Thì là mình chia sẻ anh chị em các bạn như thế thôi. Thì hẹn gặp sau, bây giờ mình phải đi làm bất cắt. Cuộc sống mà, phải không? Lụm được đồng nào hay là lụm được nhiêu là cứ gom về Việt Nam hết. Cứ gom về Việt Nam hết là được. Bao nhiêu chất xám, bao nhiêu ngoại tệ cứ gom về bển hết. Kêu gọi bà con kiều bào gom về hết, càng nhiều càng tốt. Xây dựng tổ quốc quê hương mình dân giàu nước mạnh. Thôi chào anh chị các bạn nha. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye.